Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị và các bạn như cách đây vài ngày thì Tiến Dũng đã có khoe với quý vị và các bạn đó là Tiến Dũng đã chính thức trở thành đại lý phân phối cấp 1 của công ty BCA Solution. Công ty BCA Solution có trên 400 sản phẩm là các thiết bị tiện ích gia đình và sản phẩm chăm sóc về sức khỏe. Và ngày hôm nay rất vui mừng thì thùng hàng đầu tiên của công ty BCA Solution đã có mặt tại shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đó là một chiếc robot hút bụi lau nhà thông minh. Và ngay bây giờ thì Dũng sẽ khui thùng hàng này ra và review đến quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một thùng hàng của thương hiệu Kuchen. Kuchen là một thương hiệu của Đức và sản xuất. Và sản phẩm này được sản xuất chính hãng tại Made in China. Nguyên hộp, nguyên thùng, mới 100%. Và tôi sẽ khui cái sản phẩm này ra. Đây là một chiếc robot hút bụi lau nhà thương hiệu Kuchen, model R2709. Đó là một sản phẩm, một cái ngành hàng khá mới mẻ ở thị trường Việt Nam. Dĩ nhiên là ở trên các nước tiên tiến thì họ đã sử dụng rất lâu, rất nhiều rồi, rất phổ biến rồi. Hãng đọc đóng hai vỏ thùng rất chắc chắn và an toàn cho sản phẩm. Nguyên thùng hàng này có trọng lượng là 4,7 kg. Quý vị đang thấy trước mắt đó là phần bên trong của thùng hàng robot hút bụi lau nhà thương hiệu Kuchen, hàng thương hiệu của Đức chính hãng. Đây là một catalog hướng dẫn sử dụng. Cái này có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt nên rất tiện dụng. Và phần vỏ thùng này ngoài này là cái kích hoạt bảo hành bằng điện tử. Chúng ta sẽ nhắn tin vào đây, sản phẩm được bảo hành 12 tháng. Đây là các phụ kiện và thân máy. Đây là thân máy. Tôi sẽ khui cái bao này ra. Đây là một chiếc robot hút bụi lau nhà. Chúng ta có thể sử dụng để lau dọn trong cái không gian gia đình mình, phòng khách, phòng ngủ. Đây là một chiếc hộp đựng rác, hay còn gọi là cái thùng rác. Thùng rác thì với chiếc này thì hãng sẽ tặng kèm theo là hai thùng rác. Một thùng rác phía bên trong này nằm trong máy là thùng rác có thể vừa hút bụi và vừa lau nhà. Ở đây chúng ta có thể đổ nước vào đây. Trong cái thùng rác này thì có đổ nước ở đây và có bơm nước ở đây. Cái thùng rác này thì vừa là để hút bụi và vừa để lau nhà, có bơm nước ở đây và có miếng vải khăn lau nhà ở phía dưới này. Tương tự như vậy thì hãng tặng kèm theo một cái thùng rác nữa. Cái thùng rác này nó có sự khác biệt với cái thùng rác kia. Thùng rác này là có thể vừa hút và vừa lau nhà, có bình đựng nước ở đây. Còn thùng rác này là chỉ hút thôi, không lau. Và thùng rác này thì có trang bị thêm một cái motor để tăng cái lực hút. Nếu như anh em không muốn lau nhà thì chúng ta sẽ sử dụng với cái thùng rác này để tăng cái lực hút lên gấp đôi. Lực hút của chiếc Kuchen model R2709 là 2700 PA. Nó rất mạnh mẽ hơn với những sản phẩm thông thường. Đây là một cái phụ kiện ở bên trong cái thùng rác này, chúng ta cần phải gắn nó vào đây. Đây là một cái đốc sạc. Đốc sạc là sau khi mà chiếc máy này nó vệ sinh xong căn nhà của chúng ta thì nó sẽ quay về đây, tự động quay về đây và đưa vào đây để sạc. Lúc sẽ có
hướng dẫn quý vị và các bạn làm tất cả những việc này. Đây là một phụ kiện được tặng kèm theo, đây chính là cái vật cản để chúng ta để trước cửa phòng, ví dụ như trước cửa nhà tắm thì chúng ta không muốn chiếc máy này nó lao vào nhà tắm thì chúng ta sẽ có cái này gọi là cái tường chắn có chiều dài là 1,5 m. Đây là một chiếc remote điều khiển từ xe. Đây là một chiếc adapter sạc nguồn điện autovolt 110-220. Đây là một khăn lau nhà tặng kèm theo. Đây là pin. Đây là cái chổi để quét lau dọn cái thùng rác. Và đây chúng ta có bốn cái chổi quét. Tôi sẽ để cái này ra đây. Rồi tới đây thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách lắp đặt cái này rất đơn giản, rất dễ. Nguyên siêu mới 100%, sản phẩm này hàng của Đức chính hãng. Và đây là một chiếc robot hút bụi lau nhà với lực hút rất mạnh mẽ lên đến 2700 PA. Phía dưới này là thân của máy, chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây. Ở đây chúng ta thấy có hai bánh xe, đây chính là hai motor, hai động cơ của chiếc máy. Và đây là một cái bánh xe chạy theo, pin của máy nằm ở đây. Trên đây hãng đề là robot vacuum clear, tức là thiết bị vệ sinh nhà. Máy sử dụng với điện là 19V 0,6A. Model của chiếc máy này là KU PPR 2709. Tháo ốc này ra chúng ta sẽ thấy pin. Pin hãng sử dụng là pin LG cao cấp. Pin có ampere là 2600 mAh. Quý vị và các bạn lưu ý là phía dưới này có một đèn VU, đây chính là cái đèn diệt khuẩn. Chúng ta không nên lật ngược cái máy lên rồi nhìn vào đây, cái này có nguy hiểm. Đây chính là một cái đèn diệt khuẩn và khi trong quá trình lau nhà thì cái đèn này nó sẽ diệt khuẩn luôn cho chúng ta. Các virus, vi khuẩn sẽ được diệt. Đây là một cái động cơ hút chính. Và đây là những cái chổi để cho chúng ta gắn vào. Hai bên đây là hai động cơ. Động cơ bên left và động cơ bên right. Thì cái chổi này có đánh dấu bên left bên right. Chúng ta sẽ lắp đặt vào đây. Lựa đúng cái ngàm và chúng ta ấn vào. Như vậy là xong. Bên đây là bên right. Hai chổi như vậy. Và hai chổi này hãng tặng kèm theo, dùng để sơ cua. Và cái thùng rác của hãng thì khi chúng ta mở ra thì nhấn tay vào cái nút màu vàng này để có ngàm mở ra. Và sau khi lau dọn xong thì nếu thấy rác đầy hoặc trên hệ thống có báo thì chúng ta sẽ mang mở cái này ra để đổ rác ra. Trên đây có các tiếp điểm của motor bơm nước. Chúng ta gắn cái này vào đây. Gắn vào đây là xong. Và đây là phía bên trong của buồng hút. Phía bên trong của buồng hút và các trạm kết nối nguồn điện cho motor. Kết nối cái này vào đây. Đây chính là cái thùng rác. Trong trường hợp mà anh em không muốn lau nhà thì chúng ta chỉ hút thôi, thì sẽ sử dụng cái thùng rác này cho nó mạnh. Chúng ta sẽ tháo cái, lấy cái này ra, gắn vào đây. Rồi. Quý vị lưu ý là khi chúng ta sử dụng với cái thùng rác mà không có chức năng lau nhà thì lực hút của nó mạnh hơn rất nhiều. Ví dụ như các bề mặt bẩn hơn hoặc là ví dụ như trên sàn nhà có thảm thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Còn trong trường hợp mà vừa hút vừa lau thì chúng ta sẽ sử dụng cái thùng rác này. Đưa đúng ngàm vào và chúng ta đẩy nó vào thôi. Như vậy là xong. Và phía trên này thì xin lưu ý là khi chúng ta mua về thì sẽ cần phải bỏ cái miếng màu vàng này ra. Bỏ cái miếng màu vàng này ra để
để khi mà chạm vào vật cản á, thì nó sẽ tự động nó quay đầu lại. Đây là một cái đốc sạc, đây là cái chổi để vệ sinh ở bên trong thùng rác và khăn lau nhà sơ cua. Cái này khi chúng ta sử dụng thì ví dụ như trong cửa nhà tắm thì cái kích thước giữa cái sàn nhà và cái cửa nó thấp thì chúng ta cần phải chặn cái này vào. Còn trong trường hợp mà các cầu thang kiểu như các bề mặt như thế này thì anh em yên tâm là robot sẽ không bao giờ rơi rớt, nó rất thông minh. Đây là cục sạc adapter, cục sạc này auto volt 110-220. Cục sạc này chúng ta sẽ sử dụng như sau, có hai cách. Một là chúng ta kết nối vào đây và kết nối vào nguồn điện để sau khi lau dọn xong thì máy sẽ tự động đưa về đây để sạc. Và phương án thứ hai, nếu như chúng ta muốn sạc trực tiếp vào cho máy thì chúng ta sẽ kết nối vào cái rắc ở đây, kết nối vào đây và máy sẽ sạc. Tất nhiên là thông thường thì chúng ta sẽ kết nối vào đây, không nên kết nối vào đây. Phía bên đây chúng ta thấy có một cái công tắc nguồn. Đây là công tắc nguồn main power, công tắc chính. Chúng ta sẽ khởi động nó lên. Đây là một chiếc điều khiển từ xa. Có chào hỏi bằng tiếng Anh. Đây là một chiếc điều khiển từ xa. Chúng ta có thể điều khiển máy chạy theo hình zig zag, điều khiển theo cái menu nhà và điều khiển tắt, bấm tạm dừng, các lực hút, lực gió và các cái chế độ để vệ sinh trong nhà. Và ngoài ra thì ngoài điều khiển này ra thì chúng ta sẽ có một cái app, tải cái app đó về điện thoại và sẽ sử dụng điện thoại để điều khiển mở rộng cho chiếc máy này. Chiếc máy này thì robot lau nhà Kuchen này chúng ta có thể điều khiển trên app cái giờ làm việc của nó. Ví dụ như là 7:30 chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ set up là 8:00 bắt đầu máy lau dọn nhà. Lau dọn xong thì máy sẽ tự động quay trở về đốc sạc và sạc. Này, tất nhiên khi buổi trưa chúng ta về thì nhà của chúng ta đã được vệ sinh sạch sẽ. Bây giờ tôi sẽ khởi động máy lên. Nhấn vào nút nguồn, sau đó là nó sẽ hoạt động. Chúng ta yên tâm là nó sẽ không rơi rớt xuống cầu thang. Nó rất thông minh. Một catalog hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt rất dễ để cho chúng ta sử dụng. Với lực hút đặc biệt của chiếc này lên đến 2600 PE, nó mạnh gấp 1,5 lần so với những chiếc robot tương tự. Và đặc biệt với đèn VU ở phía dưới, nó sẽ diệt khuẩn hoàn toàn trên nền nhà của chúng ta. Chúng ta có trẻ con vui chơi ở dưới nền nhà thì rất là thoải mái, yên tâm. Cleaning has been completed. Returning to start position. Sản phẩm này mới 100% bảo hành chính hãng 12 tháng của công ty Kuchen. Trong những video sắp tới thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách tải app về để điều khiển mở rộng cho chiếc này. Thế còn thông thường thì anh em cũng chỉ cần sử dụng một chiếc điều khiển từ xa là đủ. Và sau khi lau dọn nhà xong á, thì tự động nó sẽ chạy về cái đốc sạc này. Tôi sẽ kết nối nguồn điện để quý vị và các bạn thấy cái sự hoạt động của nó. Sau khi lau dọn xong thì máy sẽ tự động chạy về cái đốc sạc và tự động sạc. Hoặc nếu như đang lau dọn mà anh em không muốn nó hoạt động nữa thì nhấn vào cái hình ngôi nhà này. Máy sẽ tự động tìm đến đốc sạc và đưa về chế độ sạc. Chúng ta nên để cái đốc sạc này chắc chắn. Em thấy là nó rất thông minh phải không nào? Khi chúng ta mở máy lên thì tự động lau dọn. Và khi chúng ta lau dọn xong thì tự nó sẽ về, hoặc chúng ta không muốn nó lau dọn nữa thì bấm vào hình ngôi nhà là tự nó sẽ đưa máy về đây.
rất thông minh phải không nào? Tự động nó sẽ sạc và nó sẽ nghỉ, và khi chúng ta lập trình cái thời gian làm việc thì tự động nó sẽ thức dậy và nó làm việc xong lại đưa về chế độ sạc. Và quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Và Tiến Dũng cũng có để đường link ở phía dưới phần mô tả, anh em bấm vào đó sẽ là sẽ có link để đặt hàng. Và đối với những sản phẩm đầu tiên của shop và BCA Tiến Dũng thì những sản phẩm tiện ích này Tiến Dũng nhân dịp khai trương thì sẽ giảm giá 5% và bao phí ship toàn quốc, anh em sẽ nhận hàng và thanh toán tiền tại nhà mình đối với sản phẩm Kuchen máy lau nhà thông minh. Và mọi nhu cầu mua sắm thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng hoặc nhắn tin hoặc truy cập vào website bcashop.tiendung.com. Cuối cùng thì Tiến Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Xin chào và xin cảm ơn. Charging starts.